Thưa quý vị, với đặc điểm địa hình chia cắt, đồi núi sông suối và địa chất không ổn định, hàng năm huyện Tô Mơ Rông thường xuyên chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề của sạt lở đất lũ quét. Do đó, công tác sắp xếp, bố trí cho các hộ dân cư sinh sống trong khu vực có nguy cơ sung yếu đến nơi ở an toàn, ổn định lâu dài là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 năm 2018, 42 hộ dân ở thôn Tu Cấp và thôn Tu Mơ Rông đã được di rời, bố trí tái định cư nơi ở mới gần Ủy ban Nhân dân xã Tu Mơ Rông. Sau 5 năm triển khai, bà con đã đồng thuận di chuyển đến điểm tái định cư mới, an toàn hơn và ổn định cuộc sống. Lý do nhà tôi chuyển lên đây, di dời lên đây là vì có đợt bão, nhà tôi bị sạt lở, là được địa phương, chính quyền quan tâm phân lô cho nhà tôi được ở đây. Khi mà được di dời tại đây thì gia đình của tôi cảm thấy yên tâm làm ăn, cũng không phải lo lắng về vấn đề đất ở không an toàn. Chúng tôi đã hàng năm đều có cái kế hoạch là tuyên truyền vận động cho bà con là những mùa mưa gió thì không đi qua sông suối, rồi tránh xa những cái địa điểm có nguy cơ sung yếu sạt lở và thực hiện các cái dự án di dời. Thì trong năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện di dời hơn 200 hộ dân tại các xã như Đắc Rưa Ông, Tê Xăng và Tu Mơ Rông. Thì những cái điểm tái định cư đến nay bà con đã ở ổn định và an toàn để phục vụ cho việc phát triển kinh tế và an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình chia cắt, đồi núi, sông suối và địa chất không ổn định, huyện Tu Mơ Rông vẫn tiếp tục ghi nhận tình trạng nguy cơ sạt lở cao tại các thôn làng bên sườn đồi khe suối, khiến người dân luôn sống trong lo lắng bị sạt lở mỗi khi mùa mưa về. Cô nhật trí cô à mẹ tiện pin, mẹ có tiện, mẹ có lời hề tì. Đất gia đình tôi phía sau đây, mùa mưa mỗi năm là cứ bị sạt lở dần. Gia đình rất lo lắng, không dám phát dọn, cũng không an tâm sinh sống. Mong muốn chính quyền địa phương quan tâm, sớm giải quyết cho bà con có nơi ở mới an toàn hơn. Qua rà soát, các hộ dân có nguy cơ sạt lở tại thôn Thu Cấp, đến thời điểm hiện tại thì là 26 hộ dân là nằm ở cái khu vực mà có nguy cơ bị sạt lở. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân xã sẽ kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền lên phương án di dời cho các hộ dân đang ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới để bà con yên tâm sản xuất và sinh sống. Theo kết quả rà soát thực hiện công tác phòng chống ứng phó thiên tai năm 2023 của huyện Tu Mơ Rông, trên địa bàn vẫn còn 30 điểm dân cư có nguy cơ bị sạt lở lũ quét ở 11 xã, với khoảng 270 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện giờ thì cùng với cái chương trình mục tiêu về dân tộc miền núi thì chúng tôi đang ổn định sắp xếp dân cư cho hai cái xã, là xã Đắc Rưa Ông và xã Đắc Hà. Hiện giờ chúng tôi đang phê duyệt đền bù, giải phóng mặt bằng và làm đường giao thông. Thì chúng tôi sẽ trong từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi sẽ ổn định sắp xếp lại cho khoảng hơn 100 hộ tại xã Đắc Hà và xã Đắc Rưa Ông. Đối với các điểm dân cư sung yếu chưa có phương án bố trí sắp xếp tái định cư, trước mắt Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân các biện pháp phòng chống lũ bão, sạt lở, lũ quét. Đặc biệt, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.